안녕하세요 여러분 Ren입니다. Xin chào tất cả mọi người, mình là Ren. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người phần tiếp theo phần số 17 của học 1000 câu tiếng Hàn siêu ngắn siêu chuẩn. Phần này cũng sẽ gồm có 20 câu và bây giờ mình sẽ bắt đầu nha mọi người. Nè, xin chào các bạn, nè, cú Trước khi bắt đầu, mọi người bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video tiếp theo trên Ren Channel nha. Để xin chào các chị ta bắt đầu nha mọi người. 사람이 왜

thân có thì mình đang hỏi bản thân mình câu này thì mình cũng hỏi mình nói chuyện thôi Ha sao mà chơi trẻ quá vậy ờ, mình có thể nói vậy đó ờ, tại vì người hàng không phải ai cũng tốt á người ta cũng dùng những cái câu này rất là nhiều và người việt mình mình cũng có thể dùng chứ về sau đó mình cực kì không buồn đấy sa đam ở đây là người nè <laughs> tại sao ở đây y là danh từ có bà chim thêm y không mà chim thêm ca nó là chủ ngữ thôi nha các bạn mình sẽ có cái từ này là bà chim là hờ gặp cờ thì chỗ này sẽ đọc là hờ các bạn nhớ là hờ gặp cờ hoặc là ca thì sẽ đọc là khờ như các bạn của tiếng Việt mình cũng đọc là khờ bong bò nà đà là chơi trẻ đó các bạn chơi trẻ chơi tráo nói chung làm cái gì đó mà ờ... Ừ, có vẻ như là cho chẻn trong tiếng việt mình đó, thì mình có thể sử dụng bonbon ha đà bonbon ha đà người cho chẻn mặt dày á nè 그렇게 bonbon ấy bonbon ha đà mặt dày nha tiếp tục ý đi lùa ý đi và các bạn hay nghe cái câu này nè ý lùa hay nghe là ý hay nghe thành ý đó nè nó là nghĩa là lại đây ý đi Người ta rút ngắn lại thành ilu. Nè, tức là đi là cái chỗ này nè, ru là theo hướng, đi tới cái hướng này á và ở đây mình có là uda là đến. mang ta, lại đây lại đây, đến đây đến đây thì mình sẽ dùng ilu hoặc là iriruwa. ilu nè, nói ngắn ngắn lại thì thành iluwa nha các bạn. Tiếp tục. 이거 좋은데요. 이거 좋은데요. Cái này được nè cái này hay nè cái này tốt nè ô oh, cái này ok nè thì mình có thể sử dụng câu này ha ý ghê chuồn đều ý có này đều được các bạn y là này kho nó là viết tắt của kho đó cái này thuộc thà là, là tốt hoặc là ok hoặc là ổn hoặc là được nói chung mang ý nghĩa tích cực mang nghĩa tốt đẹp được nè in mình có tính từ có bà chim thêm in không bà chim thêm niên đều ở đây là một cái đuôi câu miêu tả hoặc kết thúc câu hoặc là đứng giữa câu in in đè thêm vô này để kết thúc câu thôi ha nó các bạn nghĩ bình thường nó là một câu miêu tả bình thường câu nói chuyện bình thường trong văn nói thường sử dụng ý có chủ in đè ý có in đè tiếp tục ý có lu kiểu ý tôi lấy cái này cái trường hợp này á thì mình thường sử dụng trong uh, trường hợp mình hay đi chợ mình mua đồ hoặc là mình mua cái gì đó ở siêu thị cũng vậy thì mình nói uh, tôi muốn lấy cái này tôi muốn mua cái này thì mình sẽ dùng có hay kiểu câu này sẽ dễ hơn là những cái câu 이거 nè 이거 원합니다 thì nó sẽ dễ hơn ha câu này người Hàn hay sử dụng hơn và rất là Hàn Quốc y là này ở đây á có sư có là thôi. Tuy nhiên là trong trường hợp này mình cứ hiểu là ý rồi, ý Lấy cái này, cái này, cái này mà giải thích ra thì nó hơi khó hiểu một tí. Tại vì nó là thuộc cái dạng như là uh, quán ngữ tức là mình nói, mình, mình nói phân tích cái câu nó sẽ không như cái ý nghĩa của nó mà nó là tùy vào trường hợp thì mình sẽ sử dụng cái câu này giống như là một cái câu nói mà ví dụ như là hôm trước mình có nói là uh, ví dụ như là nuni tà nó là người không có kén chọn cái kiểu dạng vậy đó mình sẽ học thuộc lòng nguyên câu ha gì có lúc hai kiểu hai TA ở đây là làm kiểu động, động từ động từ anh nhé động từ có bà chim thêm ư không bà chim thêm ri el, mang nghĩa là sẽ tôi sẽ lấy cái này tôi sẽ mua cái này hai TA ở đây là làm tuy nhiên trong trường hợp này mình có thể nói với nghĩa là mua hoặc là lấy Đấy, tùy trường hợp mà mình dịch nó với ý nghĩa khác nhau rồi các bạn cứ học thuộc cái câu này với ý nghĩa là tôi sẽ lấy cái này tôi lấy cái này nè ừ, cho tôi cái này đi ý có tôi sẽ mua cái này ý 할게요 lưu ý nha r bạch chim gặp r tiếp theo thì chữ r thứ hai đập là l ý có lưu hay kiểu ý có cái này bao nhiêu tiền vậy ý mới nói xong y là này nè khó ở đây là nó là viết tắt của chữ khó thôi các bạn là cái này ở mà là bao nhiêu bao nhiêu dạng là bao nhiêu tiền á ở mà về bao nhiêu là danh từ có bạch chim mình sẽ cộng thêm i e yeah, không bạch chim thì mình sẽ cộng với về yeah, mang nghĩa là là danh từ vậy trong trường hợp này ở mà yeah, là bao nhiêu tiền vậy. Đó là câu hỏi ha. Nè, 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? Các bạn đi du lịch hoặc là đến Hàn Quốc thì các bạn sẽ dùng câu này nhiều trong trường hợp mình đi mua đồ ha. Chỉ có ở mẹ Cái này bao nhiêu tiền vậy? Tiếp tục. 이 운동화가 너무 날까요? 이 운동화가 너무 날까요? 이 운동화가 너무 có độ đôi giày này quá cũ rồi đôi giày này quá cũ rồi đại các thì nó sẽ dễ hơn nó sẽ chia thì quá khứ thì nó sẽ đúng hơn với trường này hợp này đại các thời chia thì quá khứ ha tức là trong trường hợp mà cái gì đó cái đồ gì đó mà cũ kỹ thường hồi trước lúc mà mình học tiếng hàn mình học lâu lắm rồi mà mình vẫn không biết cái câu là cái đồ gì đó cũ kỹ ha mà qua đây mình nghe nhiều đó, nên là mình mới ồ, nhận ra là tại sao lúc mình học mình học lâu như vậy mà mình vẫn không biết cái câu này mình không nghĩ ra câu này mà câu này người ta thường dùng như vậy mà không nghĩ ra nên bây giờ là mình thêm cho mọi người đó y là này ha 운동화 hoa là giày thể thao á giày mà giày giày mình thể thao như là dạng nai hay là uh, Pila hay là mấy cái dạng giày thể thao thì mình dùng là ùn đông hoa còn bình thường thì mình sẽ dùng là uh, simbal cũng được simbal là giày dép nói chung ha. hoặc là uh, kudu kudu đối với mấy cái dạng giày da để. thì mình sẽ dùng là kudu trong trường hợp để ùn tung hoa giày thể thao đôi giày này nè uh, cái trường hợp mà mình muốn nói cái đồ gì cũ ví dụ, ví dụ như mình nói là ờ cái nón này cũ quá hoặc cái cặp này cũ quá thì các bạn chỉ cần thêm cái danh từ đó vô đây ví dụ như cái cặp này cũ quá rồi khả bằng nè hoặc là cái nón cái nón là gì các bạn là hoặc là cái ví cái ví này cũ quá rồi mua ví mới đi chỉ cặp cái ví các bạn có thể thêm vào chỗ này ha y luôn à ca đổ mua nại mua ở đây may nghĩa là rất hoặc là quá quá đổi gì đó nè nại ta cái trường hợp này là cái sồi u từ gốc của nó là mình sẽ đọc là nặc tà nha các bạn bởi vì sao bà chim là r g nè r m nè r p những cái bà chim mà có cái chữ r bắt đầu bằng chữ r và theo sau nó là m n g này p này á p p này thì mình sẽ đọc cái bà chim thứ hai tức là mình sẽ đọc là đặc tà và khi mà mình đưa vô câu thì do là nó phải luyến âm lên nên là bạch uh, chim là bạch chim đôi thì một cái giữ lại một cái cho đi nên mình luyến âm lên nó thành đại sờ du. nếu khi đọc một mình thì mình đọc là nặc tài nha các bạn còn trừ ba trường hợp này ra thì những trường hợp mà bạch chim đôi khác thì mình sẽ đọc cái bạch chim đầu ha khác thì mình sẽ đọc bạch chim đầu Đấy, rất là đơn giản thôi tiếp tục 아, 그, 디만 디만 이 운동화가 너무 낡았어요. 이 가방이 너무 낡았어요. 네, 새거 사주세요. 왜자고 돈을 써요? 왜자고 돈을 써요? 왜 자구 돈을 써요? <laughs> 왜 자고 돈을 써요? Sao lại xài tiền hoài vậy? <laughs> cái trường hợp này thì mình thấy cũng nhiều Tại rất là nhiều người Việt Nam ngoài quốc Mà xài tiền rất là phung phí Nè, mình phải biết uh, tiết kiệm một chút Để uh, sau này mình dự định cho tương lai Chứ bây giờ người ta sống dài lắm à, Bây giờ người ta sống tới trăm tuổi Là mà mình cứ xài tiền phung phí Thì lúc đến lúc già mình không có cái gì hết á Nên bây giờ là mình phải nên tiết kiệm ha Đừng có xài tiền nhiều ha Về thật Về Tại sao? Chà cư Chà cư mang nghĩa là làm cái gì đó hoài Theo sau thường là động từ Ví dụ như Sao ăn hoài? Chà cư mò Sao mà uống rượu hoài? Chà cư sư rồi mà sao Sao mà cứ ngủ hoài? Sao cư chà mừng chà Nè Chà Làm cái gì đó hoài thì mình sử dụng là Chà cư Theo sau là một cái hành động gì đó ha Rồi hành động của mình là gì các bạn? Thun Thun ở đây là tiền Sư tà

hãy mặc thử đi ạ à. hay là mặc thử một lần đi hoặc là hãy mặc thử đi ạ à. Hăm hamburger này có nghĩa là một lần tuy nhiên á nó đi với cái ngữ pháp là hamburger cộng với động từ à o buda thì mình chỉ dịch là thử làm động từ thôi nha các bạn nè thử làm động từ để hâm bón rồi hành động gì đó trong trường hợp này mình có ta làm mặc mặc là mặc thử rồi u, u thì quá đơn giản động từ có bạch chim mình cộng với u, -u" không bạch chim mình cộng với u mang nghĩa là hãy làm hành động gì đó đi hâm bón -bu hãy mặc thử đi mình đi lên chợ mình mua đồ cái 어, 어, 아들 어, 한번 입어보세요. 네, 틱톡. 선 보러 왔어요. 선 보러 왔어요. 선 보러 왔어요. đến để xem mắt ở hàn quốc có hiện tượng là đi xem mắt á các bạn ví dụ như là không mình không có bạn trai cái gia đình hoặc là bạn bè của mình nói là ừ tao có quen đứa này đủ nè đi có mắt thử đi thì hai người sẽ được hẹn ra một cái quán cà phê mình hay thấy trong tivi đó, ra quán cà phê xong rồi ngồi nói chuyện sầm 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 xong rồi chia tay xong nếu hợp nhau thì uh, lại tiếp tục liên lạc để đi xem mắt tiếp uh, gặp nhau tiếp còn không hợp nhau thì đáng ngày bữa đầu tiên <laughs> vậy thôi nè là son bùa tà mình sẽ có là son Bồ tà hoặc là son Bồ tà ở đây người ta đã bỏ ơn rồi ha son bồ tà đây có mang nghĩa là đi xem mắt nha các bạn xem mắt xem mắt <laughs> rồi mình có cái ngữ pháp động từ Ừ do ụ tà ứ ca tà động từ có bà chim thì mình sẽ cộng với ư đó không có bà chim thì mình cộng với rò khả hoặc là u tà đi hoặc là đến để làm cái gì đó để hành động cái gì đó trong trường hợp này 가다 tà là đi nè u là đến nè tôi đi để xem mắt 선을 보러 왔어요. Uh, tôi, tôi đến để xem mắt Còn tôi đi xem mắt là nên bù đô khai Này rất là đơn giản ha Vì trường hợp này là đã Đã đến cái nơi này rồi Nên mình chia quá khứ là Hòa sờ du nha các bạn Sơn bù đô hòa sờ Tôi đến để xem mắt Các bạn mà ở Hàn Quốc mà là Ví dụ như sinh viên Độc thân Người chưa có gia đình Hoặc là người đã Có gia đình nhưng mà ly hôn rồi Thì mình có Thường mình sẽ Hay nghe câu này xong bù khai hộ Sơn bù khai tiếp tục quê 헤어졌어요. 왜 헤어졌어요? Sao lại chia tay vậy? Thì trường hợp này mình thấy cũng nhiều là yêu nhau hoặc là quen nhau xong rồi đã chia tay hoặc là hai người cưới nhau xong rồi ly hôn thì thường là người ta sẽ sử dụng cái từ chia tay 헤어지다. 헤어지다 chia tay nha các bạn. 헤어지다. So. Có thể là chia tay người yêu cũng có thể ly hôn thì người ta cũng sử dụng là 헤어지다. So. Chia tay với ai đó thì danh từ cái người đó có bạch chim thì mình sẽ cộng với quả không bà chim thì mình sẽ cộng với quả và heo chị đã chia tay với ai đó để Huế tại sao rồi trong trường hợp này heo cho chia thì quá khứ vì đã chia tay rồi nên là người ta hỏi thì quá khứ à về heoo sao lại chia tay vậy nó heo cho chiều nè không hợp nhau nên chia tay thôi tiếp tục nó 아무것도 몰라 côụ là cô 몰라. 나 아무것도 몰라. Tôi không biết gì đâu, tôi không biết cái gì hết á Ví dụ như là người ta cứ hỏi mình hoài Hỏi mình hoài, hỏi về vấn đề gì đó mà mình không muốn nói Hoặc là thực sự mình không biết Thì mình sẽ nói là tôi không biết gì đó Tôi không biết gì hết, tao đừng hỏi nữa tao muốn có tôi Tao không muốn tôi không biết gì đó hết. 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 hết Đó tôi, hoặc là tao Hoặc là em, anh trong trường hợp mà Mình đang sử dụng trong trường hợp thân mật ha thân mật hoặc là trường hợp mà mình nói với người nhỏ. amu à, à, cái gì đó. amu à, mu ở đây. amu à, à, mu, à, mu là bất cứ cái gì đó cũng. À, A mu cọt tu cọt là cái. amu là bất cứ cái gì đó. amu thường theo sau nó là phủ định tức là cái gì đó không có tốt cái gì đó không phải là um, câu nói bình thường mà nó là một cái câu ví dụ như không cái gì đó nó mang nghĩ không hoặc là không thể gì đó thường là phủ định ha là Ở đây là 모르다, từ gốc là 모르다, mang nghĩa là không biết. 아무것도 몰라. Tôi không biết gì hết. tà khi vô thì mình sẽ làm sao các bạn? Đầu tiên là mình bỏ tà đi. Sau đó, bất quy tắc của chữ r là mình sẽ bỏ ư đi và double r lên, tăng một chữ r phía trước. Và sau đó mình mới chia cái chữ r phía sau theo nguyên âm của chữ phía trước. Nguyên âm chữ phía trước là o thì khi chia đu vô là mình sẽ theo trường hợp số 1, đu vô. Nguyên âm là AO thì sẽ cộng với AYO thành là bù là Mỗi là yu mà trong trường hợp này nói thân mật mình bỏ vô luôn. Bù là. Nà, à là. Tôi không biết gì hết á. Chồng sẽ khá cu bà rẻ Chồng sẽ bà rẻ Chồng sẽ khá cu bà nói với vẻ nghiêm túc rất là nhiều người nói uh, Không hỉnh nên nói mà cười cười đùa đùa nhưng cũng rất là nhiều người nói nghiêm túc lắm nên là khi người ta nói nghiêm túc thì mình ờ xét mở đều nói với vẻ mặt nghiêm túc xét ha ở đây là nghiêm túc ha nghiêm túc nghiêm mặt lại á nghiêm túc nghiêm mặt nghiêm nghị thì mình dùng xét ha cô cô ở đây mình có ngữ pháp tính từ động từ một cô và tính từ động từ hai tức là hai câu mình để nối hai câu lại thì mình sử dụng cu mang nghĩa là và Hoặc là với hoặc là rồi mà ra tà, mà ra ta là nói nói chuyện cái vô nó sẽ trở thành bà deu không sẽ khâu của bà không sẽ của nói chuyện với vẻ nghiêm túc rồi lưu ý có một chút chỗ này quy tắc phát âm đó nha Bà chim là chữ cờ hoặc là k hoặc là k theo sau nó là chữ hờ thì chỗ này mình sẽ đọc là khờ chọn xe kha bà đèu nè bà đề cũng vậy ha Bà chim là chữ r nè theo sau là chữ ngờ hoặc chữ hò thì chỗ này nó sẽ bay lên đây bà đèu nè bà quang nhỉ quang nha quang nha nè quang nha này mang nghĩa là chẳng có gì hết, hoặc là chật lất hoặc là những cái nghĩa mà ví dụ như là mình đi uh, mua vé số xong mua vé số sổ vé số, a chật quán quá nha. Hoặc là ừ, đi gặp cái người nào đó để xem mắt, ví dụ vậy đi, đi gặp người đó xem mắt nhưng mà xem mắt thấy chả có đẹp đẽ gì hết, người thì tính tình vô duyên à, lại còn tò mò. À, nói chung là người mình không thích á thì mình đi về mình <laughs> đi coi mắt mà chả được gì hết. Quá nha có cái việc gì đó mà không có được cái kết quả mình mong muốn khi mình làm thì mình thường hay dùng quan nha quan nha quán cộng danh từ quăng cộng với có bà chim mình y à không bà chim nhà đó là, là thôi không có cái gì cả. là, danh từ thôi không có cái ngữ pháp nào cao, siêu cả tiếp tục ở muốn có tu ở nha à, à nha à, à à, à <laughs> hồi nãy mình có 아무것도 à, 몰라요 tôi không biết gì hết thì trong trường hợp này nó cũng có ả mua cột trụ ả cái gì đó không có... cái cái gì đó bất cứ kỳ... bất kỳ cái gì đó nói đi cái bị lèo lưỡi luôn ả mưa cột bất cứ cái gì đó cũng ả à nha. không phải là để ả nhớ là ả thì theo sau nó là phủ định ha không có cái gì hết đâu không có chuyện gì hết đâu danh từ có bạch chim thêm y không mặt chim thêm ca à ni không phải là danh từ mình sẽ có ngữ pháp không phải là danh từ ha này trong trường hợp này không phải là chuyện gì đâu không phải là cái gì đâu thì thường tiếng việt mình mình nói cho nó xuống tiếng việt là không có gì hết đâu Nè, chỗ này ya ia, mình có nói rồi danh từ có bạch chim mình thêm ia không bà chi mình thêm gia dùng trong văn nói ha, là danh tự. nó no, ổng um chân thả la cho sợ nó ổng chân thả cho bạn thay đổi nhiều quá bạn thay đổi nhận không ra luôn ổng um chân thả la cho no, nó ở đây là bạn hoặc là mày hoặc là em hoặc là anh nè sử dụng trong văn nói ha ổng chân ổng chân này sử dụng trong văn nói ha nó bằng với nọ no mưa 많이 아주 rất quá ha các bạn. 달라지다 thay đổi. 달라지다 là thay đổi nha. Trong trường hợp này đã thay đổi nên chỉ thì quá khứ 달라졌어요. Nó 엄청 달라졌어요. Ví dụ như người nào đó uh, lúc mới qua Hàn Quốc thì còn nít lắm xong qua Hàn Quốc đẻ hai đứa con xong giống mình. 엄청 달라졌어요. rất là khác, đầm thắm hơn xíu nhưng mà hơi cộc cằn. <laughs> nè có con là cộc cằn liền. nè tiếp theo. 마음 단단히 먹었구나. 마음 단단히 먹었구나. 네. 마음 단단히 먹었구나. Thì ra là bạn quả quyết tâm lắm rồi. Dường như là làm quyết tâm là chị tay bằng được cái thằng đó. <laughs> ví dụ vậy ví dụ trong trường hợp thường là người học tiếng Hàn thường là có bạn trai người Hàn hoặc là có cái gì có liên quan đến Hàn thì thường thường là quyết tâm học tiếng Hàn hoặc là quyết tâm làm việc với người Hàn quyết tâm gì đó thì thường là mình sẽ dùng bà im mọt bà im mọt mình có cái cụm là im Ta". bà im mọt bà im mọt là quyết tâm nha các bạn nó bằng với quyết tâm nè thành thanh mình bỏ cái từ thành thanh thì chở xe mà đà hoặc là mà ơi mới mà ơi mới thành thanh thì một tà này nó mang nghĩa là quyết tâm mà quyết tâm một cách là um, rất là uh, gọi là mình quyết tâm dữ dội lắm á. mình sử dụng cái từ thành thanh thì thành thanh thì quyết tâm dữ dội quyết tâm lắm á thành thanh thì có thể nhét vô chỗ này thành thanh thì để Khuna". Trong trường hợp này kuna ờ uh, uh, động từ mình sẽ cộng với uh, động từ hoặc tính từ mình cộng với kuna này á uh, nó mang nghĩa là cảm thán thôi thì ra là cái gì đó uh, à cái gì đó thì mình thường là mình uh, dùng cái kuna 먹었구나 thì ra là mẹ thành đi 먹었구나 thì ra là bạn đã quyết tâm lắm rồi. Tiếp tục muốn go à Ga. À, bạn tiếc gì chứ? 뭐가 아쉬워요? 네, 뭐가 là cái gì đó các bạn? Mùa là cái gì? Từ viết tắt của mu mua, mua. Mà ở sư. Xong này là mùa si, nhưng mà tuy nhiên là mô nó không có bạch chim nên các dùng ta. À ship ta. À ship ta. À ta này mới nghĩa là tiếc, tiếc núi. Ví dụ như trong trường hợp là... À uh chia tay với người nào đó, tại vì mình đang sử dụng trong trường hợp um, cái nguyên cái dạng dạng hồi nãy giờ mình nói là liên quan đến là yêu đương đó các bạn, nên là astra là, là, là mới nghĩ là tiếc tiếc nuối. Ví dụ như là mình chia tay với người nào đó, mình cảm thấy tiếc nuối hoặc là mình nghĩ việc ở nơi nào đó mình cảm thấy tiếc nuối hoặc là mình làm cái gì đó mà mình thấy hối hận tiếc nuối thì thường sử dụng cái từ astra này đó các bạn. Astra, à, astra à, khi chia thì sẽ có bất quy tắc của bi up bạch chim bí, ức. bí ức khi gặp nguyên âm thì bí biến thành u tức là gặp những cái từ mà có bắt đầu bằng chữ ngờ nè ví dụ như là a o u ư nè vân 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 thì bí sẽ bị biến thành u và sau đó mới chia thì a shipta này chia đuôi vô thì sẽ biến thành a xì bí bị biến thành u rồi xong u khi chia vô thì sẽ cộng với o vô và thành a xì vờ u tiếc núi một ca à suy bạn tiếc nuối gì chứ? Bạn tiếc gì chứ? Tiếp tục. 그 사람 때문에 đừng có đầy ải mình vì người đó. Nè, ví dụ trong trường hợp mình đang nói là trường hợp yêu đương ha, yêu đương thường là phụ nữ hoặc đàn ông cũng vậy, khi mà chia tay hoặc là uh, mình yêu đương mình thương người đó quá nên là mình làm mọi cách để vì người đó mình làm cho bản thân mình khổ sở thì thường người ta sử dụng câu này ha khi là đó sa là người khi sa người đó Te-mu-nè, mình có danh từ Te-mu-nè, là vì danh từ vì cái chuyện gì đó, vì cái việc gì đó thì mình dùng temu nè, nổi mình hay nổi temu nè. tại mày đó, vì mày đó nên nó mới vậy. tại bạn đó, vì bạn đó nó mới vì vậy đó. nổi temu nè, nổi à nè, Để... hoặc là nếu trong trường hợp động từ á thì mình sẽ dùng là ki temu nha các bạn. ki temu nè. vì cái việc đó, nè. vì ăn quá nhiều nên là bị đau bụng. nè. không 먹기 때문에 지금 배가 너무 아파 bụt bút là cái cổ, beta là mình cột bị cột cổ quấn cổ mình lại. thì cái từ này á mình sẽ hiểu theo nghĩa bóng của nó là đầy ải các bạn. mình làm cho bản thân mình khó khăn khó chịu, làm cho bản thân mình mệt mỏi. bù về tà thường ngày sử dụng bù về tà đầy ải làm cho bản thân mình mệt mỏi. bù bê tà khi mà động từ cộng với chi mà sử dụng trong văn nói thôi nha, mang nghĩa là đừng. bạn đừng có hành động gì đó. 그 사람 때문에 목을 매지 마. 그 사람 때문에 목을 매지 마는 거 나이 아이 mình về 내 말이 그 말이야. 내 말이 그 말이야. 또 cũng n g h người ta nói gì đó mình đồng ý với người ta ờ, à, tôi cũng nghĩ vậy đó để mới đi cứ mời đi à, mới đi hoặc là để mới đi thôi cũng được ha để mới đi nè, là của tôi mà là lời nói của tôi tức là ý của tôi để mới đi ý tôi cứ đó mà ý hoặc là lời Nè cứ má là lời nói đó ý đó ý à danh từ có bà chim mình thêm ý à không mà chim mình thêm nhỏ là À, nếu mình dịch dịch mà dịch đúng nghĩa ra dịch sát vô là ý của tôi á, là ý đó đó tức là tôi cũng nghĩ vậy đó nè mới đi cứ mở đi à nè mới đi cứ mở đi à hoặc là nè mới đi người ta nói gì đó cái mình mình đồng ý nè mới đi <laughs> người hàng nghe nói câu này lắm nha nhớ là học thuộc câu này nha nè mới đi cứ mở đi à tiếp tục câu cuối cùng của ngày hôm nay 정신 xin 정신 차려요 xin tỉnh táo lại đi bình tĩnh lại đi trường hợp nào ví dụ như là mình uh, quá cuồng điên vì một cái vấn đề gì đó kêu thần sinh sao hoặc là ví dụ như là người đó bị xỉu á cái mình hoặc là bị gì té xuống ờ sinh sao rồi tỉnh lại đi tỉnh lại đi tỉnh táo lại đi thì mình cũng sử dụng từ sinh sao rồi hoặc là năm mới cứ sang năm mới thì mình phải lấy lại tinh thần mình phải tỉnh táo lại để lập ra kế hoạch mới thực hiện kế hoạch mới rồi nói chung là thay đổi những cái tư tưởng không tốt thành những cái tư tưởng tốt ví dụ như vậy thì thường sinh sao rồi chồng sinh xa rồi, sinh là tinh thần xa đi là giống kiểu như mình lấy lại mình làm cái gì đó hồi phục lại các bạn 정신 차려요. 정신 차리다. 뜨 정신 차리다. 정신 차려요. 등 정신 차려." 정신 차려요. 정신 차리고 네. 계획을 세우고 다그 계획대로 되시기 바랍니다. 네. 그러면 네. 오늘 여기까지만 합니다. 네. 수고 많으셨습니다. 다음 시간에 또 만나요. 안녕히 계세요.